Dạ Phong xin chào quý vị. Thì sáng á, là Phong cũng gấp tìm kiếm quá, cũng tìm hai lần rồi nhưng mà Phong lại quên cái nữa là mình phải đi tới đâu cũng phải có đất đai nhân trạch. Thì giờ Phong có mua là ngũ quả á, và Phong có mua theo một bó nhang luôn á, thì để Phong lấy ra thì cúng cho những thiên thần thổ địa, ông bà quốc mặt quốc mài. Để con đốt ba cây nhang. Thì cũng vẫn là ngay cái cống rồi luôn nè, cái cống mà bé Ngọc nó lên tiếng vọng ra đó là ơi á. Thì bây giờ Phong sẽ cúng cho bé, cúng cho đất đai thiên thần thổ địa, ông bà cụt mặt cụt mài. Để Phong đang tìm cách dựng cái cây đây. Để đốt nhang nữa. Những người cai quản ở đây, hôm nay con lại ngay cái cống này nè để mà con tìm bé Ngọc. Con có cúng các vị là ngũ quả và đốt cho quý vị ba cây nhang, thì mong rằng sẽ tìm được bé Ngọc ở tại nơi đây. Còn nếu không, hãy chỉ đường dẫn lối cho con tìm được bé Ngọc. Nếu không thấy được bé sống á, thì hãy cho con thấy xác bé nhà, những vị khúc mặt khúc ngày ở đây. Dạ, con xin đốt ba cây nhang từ tấm lòng thành của con, hãy phù hộ cho con tìm được bé Ngọc. Sống chết, sống thì càng tốt, chết thì cho con thấy xác, tại vì bé nó khổ lắm rồi. Xin hãy phù hộ và giúp đỡ cho con tìm được bé Ngọc. Con là những người phương xa, không thân không thích, nhưng mà con muốn tìm bé Ngọc. Xin thiên thần thổ địa, đất đai nhân trạch, ông bà khúc mặt khúc này, ngay tại miếng đất này, phù hộ cho con tìm được bé Ngọc. Dạ. Thì giờ con đồng hành cùng với anh Tân sẽ tìm cái cống này lần thứ ba, mong rằng sẽ tìm được cho bé Ngọc xuất hiện ở đây, hoặc là dẫn đường dẫn lối cho con á tìm được bé Ngọc ngày hôm nay nha. Bé nó khổ lắm rồi á, thì sống thì linh xác thác thiên cũng phải cho chú thấy mặt. Con hãy hiện lên cho chú thấy nha. Bây giờ con Phong sẽ bắt đầu đi vô cho tìm trong cống lần thứ ba, mong rằng là có những vải quấy và những cái nén nhang hương và những cái trái cây, mong rằng các vị dùng và phù hộ. Rồi con sẽ phù hộ cho con tìm được bé Ngọc. Ngọc ơi, nếu mà con có linh thiêng, con còn sống hay con đã chết? Con sống thì con trả lời cho chú nghe, chết thì con phải có biểu hiện gì, một cái hành động gì, một cái hành động giống như là một cái gì để mà chú thấy được là con ở đây hay như thế nào đó, để mà chú định hướng nha. Chứ chú bỏ hết công việc ở nhà rồi để chú đi tìm con á, hãy phù hộ cho chú tìm thấy con nha. Bây giờ con sẽ đi tìm.
giờ ảnh cũng là cuộc và ảnh đi vô sau là nén hương và mâm ngũ quả, thì mong rằng là những vị quốc mặt tức mày thủ địa thủ công ông bà mặt mày đất đai nhân trạch phù hộ cho anh Tấn tìm được Tấn Học. Bây giờ Phong đã mua thêm 10 mét dây nữa, thì có gì lên tiếng thường nha, chứ đừng có im hoài nha anh. Lên tiếng thường xuyên mà em. Kêu đây, mong rằng là ông bà hiển linh, những vị khuất mài hiển linh, con tìm được cái Ngọc trong cái vị trí cống mà hôm qua bé Ngọc nghe cái tiếng vọng ra là ơi đó, thì hãy để cho con gặp được bé Ngọc, sống chết thì cũng được, sống càng tốt, chết thì để đem về chôn thờ để mà em nó được siêu thoát, chứ ở đây lạnh lẽo lắm. Kêu lớn 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 lên anh nói chuyện coi, phải nói chuyện mới được. Anh kêu đi. Ừ. Ngọc. Ngọc. Con ở Linh Thiên, con hãy trả lời cho chú nghe nha. Chú cố gắng tìm con rồi đó, chú là một người phương xa nhưng mà vẫn thương con, đi tìm con, mong rằng sẽ hợp với con, nói lên tiếng hoặc biểu hiện gì cho chú hay cho chú biết. Đã nỗ lực tìm lần thứ ba cho cái giúp con rồi đó, tại cái miệng cống mà con đã trả lời đó. Ngọc ơi, Ngọc xin hãy phù hộ, xin hãy phù hộ cho con tìm được bé Ngọc. Ngọc ơi, anh vô hết chưa? Hiện giờ đang ở miền cống luôn, ta không đã run rồi đó. Ngọc, Ngọc, ơi da, Ngọc. Anh lên tiếng rồi. Ngọc. Ngọc ơi. 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 Ngọc. Anh đang đi rất sâu vô trong. Ngọc ơi. Ngọc. Ngọc ơi. Ngọc. Ngọc. Ngọc ơi. 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 Ngọc. Gần 20 mét dây luôn rồi. Thôi quỳnh ra đi, 20 mét dây rồi, 20 mét rồi, quỳnh ra đi anh ơi. Ngọc. Không mấy mò tìm dưới đó, ở dưới hết 20 mét dây rồi nè, bắt đầu lấy chân dạo ở dưới đi. Ngọc. Ngọc.
xin Ngọc, Ngọc đây này, Ngọc đang giấu bé Ngọc á. Ngọc, Ngọc hãy thả cho bé về đi. Không, không phải là chuyện ta ấy mê tín gì đâu, nhưng mà trong cuộc sống có nhiều cái nó bí ẩn lắm, thì mong rằng hãy để cho bé nó về với cõi đời này. Nếu mà bé còn sống hãy thả cho bé chơi hổm rày cũng đã 2 tuần rồi, hãy để cho bé về đi. Xin hãy phù hộ, xin các vị hãy phù hộ cho bé Ngọc. Nếu mà bé Ngọc đã ở đây, bé Ngọc đã trả lời với con rồi, thì con nghĩ là ở đây, hãy thả cho bé về. Thả về đi. Con thấy được bé rồi, con xin tạ lễ. Một con vịt con cúng tại đây đây luôn. Hãy thả cho bé Ngọc về đi. Con xin ông thổ địa, ông thổ công, những vị phước mặt phước mài nơi cái cổng này, hãy dẫn bé Ngọc cho ra đây cho con thấy đi. Anh ơi, thôi giờ đi ra đi, rồi ra chân đi ra đây. 20 mét dây rồi đó. Hả? Nó dài quá, nó sâu quá phải không? Ôi là trời, cống gì mà nó kinh khủng. Bây giờ anh đang đi ra. Đi giờ anh già dưới chân giùm em ơi. Cho dù bé nó có mất hay nó tan xương nát thịt á, thì cũng vẫn còn mình thấy được cái xương của bé. Trời ơi, nói chung là không có duyên là nó không nhả ra. Phải có thêm vài người đó anh ơi. Chưa từng thấy cái cống này luôn. Giờ anh đang đi ra. Đây là lần thứ 3 rồi, với 20 mét dây và những lời khấn cầu, cộng thêm là cúng trái cây và nhang. Không, cái này có anh tặng dành nó mới được. Ừ. Ở giờ cúng mà nó không có phải là cúng nhỏ mà là cúng bự luôn. Cúng bự luôn ha, là mình đứng thoải mái luôn hả? Là nó còn xăm xà không, xăm thẳm nó chậm nữa. Rồi, xăm thẳm luôn ha. Rồi giờ Phong điện thoại đi, em quay cho anh nha, cho mấy người biết. Phong sẽ liên lạc đi liên lạc một người nữa để trợ giúp cho anh. Để em liên lạc. Hãy đăng ký kênh theo dõi những video tiếp theo khi mà anh không tìm được các bạn. Điện thoại là em quay cho mọi người thấy là cái cống kinh khủng. Nè hả? Đi vô đại luôn hả? Hay là tôi vô? Không, là em quay là biết cái độ kinh khủng của cái cống này. À. Để ta nói mình nói dốc. Dạ hả? Dốc cái gì trong đây thì có chắc biết mà. Nhưng mà cái độ sâu của nó là nó khủng khiếp á. Sâu là sâu dạ, sâu vô trong á ha. Chứ nó không nó vẫn cạn phải không? Là nó hết 20 mét dây rồi. Ừ. Là mé bên tay phải có cống cũng bự. Ừ. Một cái mé bên tay trái cũng cống cũng bự luôn. Là một đứa đâm thẳng vô đó phẳng. Đâm nơi đó rồi nó còn quẹo nữa. Trời ơi. Đúng rồi, cái đó đường cống nhưng mà ở trong nó lại lớn nữa hả? Lớn nữa, bây giờ em mới quay cho mọi người biết luôn cái này đó. Là có 2-3 người nữa. Mới lại vô sâu nữa chứ. Vậy là ý anh đó là cho ta thấy luôn cái mức độ sâu luôn phải không? Rồi bắt đầu đi ra mới nhờ trợ giúp của người khác nữa hay sao? Đúng rồi. Rồi. Mới được. Bây giờ sẽ để em bật đèn lên luôn. Mà anh đi à, em kéo dây phải không? Cứ cầm cục dây được.